Rồi hôm nay mẹ sẽ hướng dẫn cho Tường Vi bài tìm ít, các dạng tìm ít nha con. Rồi bây giờ cùng hướng lên bảng và mẹ sẽ hướng dẫn trên bảng nè và gắn ghi nhớ bốn dạng tìm ít nha, mình sẽ áp dụng suốt luôn đó. Đây là các dạng tìm ít. Bây giờ mẹ sẽ hướng dẫn dạng đầu tiên. Đó là trừ ít. Thì con xem trừ ít thì chúng ta làm như thế nào? Trừ ít thì chúng ta sẽ giữ nguyên dấu nha. Trừ ít chúng ta sẽ giữ nguyên dấu. Thì tất nhiên là lấy số lớn trừ với số bé. Bây giờ mẹ viết lại nè. Ít bằng số lớn là số 28 và dấu trừ 16. Sau đó chúng ta xuống dòng ghi thẳng hàng chữ ít và dấu bằng thẳng hàng nhau cho đẹp nha. 28 trừ 16 còn nhiêu? Còn 12. Đó là dạng trừ ít nha. Trừ ít, mẹ nhắc lại, trừ ít thì chúng ta giữ nguyên dấu trừ và sau đó lấy số lớn trừ đi số bé thì chúng ta sẽ ra kết quả của ít. Và đây là dạng thứ hai, ít trừ. Đối với dạng ít trừ này thì chúng ta sẽ đổi dấu trừ thành dấu cộng. Nhớ nha, hồi nãy trừ ít là khác, còn cái này là ít trừ thì dấu trừ chuyển thành dấu cộng, là hai số chúng ta sẽ cộng lại với nhau. Bây giờ mẹ sẽ viết luôn. Ít bằng 18. Dấu trừ thành dấu cộng đúng chưa? Cộng cho 14. Và Vi cố gắng nhớ, ít chúng ta cố gắng viết thẳng hàng, dấu bằng thẳng hàng với dấu bằng để cho trình bày cho nó đẹp á. 18 cộng 14 là 32. Đó là ở dạng trường hợp số 2 chúng ta tìm ít trừ nha. Khi chúng ta tìm kết quả được ít là 32 thì chúng ta thế số 32 vào ít á. 32 trừ 14 thì bằng 18. Đúng chứ nào? Và bên đây là dạng số 3, là ít cộng. Đối với dạng trường hợp ít cộng thì chúng ta sẽ đổi dấu. Dấu cộng chúng ta sẽ đổi thành dấu trừ. Rồi bây giờ mẹ làm nè. Ít, viết thẳng hàng với ít. Dấu bằng, viết thẳng hàng với dấu bằng. Ha, và nhớ luôn luôn nhớ ít cộng đổi thành dấu trừ. Trừ thì số lớn trừ cho số bé nha. Số lớn là 36 trừ cho số bé là 20. Rồi sau đó chúng ta xuống hàng, chúng ta viết ít bằng 36 trừ 20 là 16. Rồi nếu chúng ta muốn thử phép tính, chúng ta lấy 16 chúng ta để lên. 16 cộng 20 thì kết quả nó là 36. Bây giờ ở dạng cuối cùng, cộng ít. Vậy thì cộng ít mình cũng chuyển ra dấu cộng thành dấu trừ. Và mẹ viết lại nè. Ít thẳng hàng ít, dấu bằng thẳng hàng dấu bằng nha. Rồi dấu cộng chuyển thành dấu trừ thì tất nhiên là số lớn trừ cho số bé. Xuống dòng, ít bằng 50 trừ 6 là 44. Thì chúng ta thế 44 vào ít, 6 cộng 44 thì tất nhiên là 50. Rồi bây giờ mẹ ôn tập lại kiến thức nè. Dạng đầu tiên là trừ ít thì chúng ta giữ nguyên dấu trừ. Dạng thứ hai, ít trừ thì chúng ta đổi dấu thành dấu cộng nha. Dạng thứ ba, ít cộng thì chúng ta sẽ chuyển qua dấu trừ, hoặc là cộng ít cũng phải chuyển qua là dấu trừ. Ở dạng ít cộng và cộng ít thì chúng ta đổi dấu hết nha. Đó là bốn dạng tìm ít. Rồi và các dạng tìm ít là con đã làm xong rồi phải không? Để mẹ kiểm tra nha. Quay ngược trang qua bên trang bên đây.
Rồi bây giờ mẹ hỏi nè, mẹ hỏi lại lần nữa, trừ ít thì như thế nào? Giữ giữ nguyên dấu hay là đổi dấu? trừ ít là giữ nguyên dấu. Đúng rồi, là giữ nguyên dấu trừ. Rồi ít trừ. Ít trừ thì đổi dấu. Dấu trừ thành dấu gì? Dấu cộng. Rồi, đúng luôn. Đúng ha. Bây giờ dạng tiếp theo là ít cộng thì như thế nào? Ít cộng thì dấu dấu cộng thành dấu trừ. Và lấy số gì? Số lớn trừ số bé hay số bé trừ số lớn? Số lớn trừ số bé. Rồi dạng cuối cùng nè là cộng ít thì như thế nào? Cộng ít là là mình giá bộ mình là số 6. Sao? Cộng ít thì sao? Dạ, dấu cộng đổi thành dấu trừ. Lấy số lớn trừ số bé hay là số bé trừ số lớn? Số lớn thì số bé. Còn phải nhìn mới trả lời được nữa. Cái này phải nhớ trong đầu luôn á, phải ghi nhớ luôn. Rồi bây giờ qua một cái dạng mới mà nhưng mà không phải dạng tìm ít nhưng mà nó cũng tương tự nha. Giờ nhìn nè. Bây giờ qua một cái dạng nè, nó cũng như là tìm ít vậy nè. Ở đây là số bị trừ, số trừ thì mình cứ làm bình thường. 64 trừ 28 bằng bao nhiêu làm bình thường xuống đây. Ha, rồi còn cái dạng số 2 đây nè. 59 rồi không biết, rồi 20, vậy là tìm cái số không biết. Tìm số không biết nó ở dạng nào? Trừ ít. Đây là cái dạng trừ ít. Mà trừ ít thì mình làm như thế nào? Ý là mình làm là giả bộ là hai mình là lấy số lớn trừ số bé. Rồi, chỗ này nó cũng giống chỗ này nè. Thấy không? 76 rồi trừ cho mấy thì bằng 22 thì nó cũng là trừ ít. Mà dạng trừ ít thì sao? Giữ nguyên dấu hay đổi dấu? Dạ, giữ nguyên dấu Rồi lấy làm sao? lấy lấy Nhìn nè, trả lời cái này là em làm sao? lấy số lớn trừ số bé. Số lớn là số mấy? Số bé là số mấy? Số lớn là số 76, số bé là số 22. Còn bài bên đây thì sao? Tự nói luôn coi. Dạ, lấy số lớn cũng trừ số bé Số lớn là số mấy? là 86, với 86 số bé là 39. Rồi còn cái dạng này, cái dạng này nó không giống này nè. Cái này là trừ ít, còn cái này thì là gì? Trừ Đúng rồi, vậy thì dạng ít trừ thì dấu nó làm sao? dấu nó dấu cộng ấy lộn dấu trừ thành dấu cộng. Rồi đúng rồi, dấu trừ thành dấu cộng. Vậy mình lấy mấy cộng mấy? Con này nè. Lấy 48 cộng cho 46. Rồi bây giờ con tính vào vào cái bảng con nè, kết quả của từng ô con điền cho mẹ xem nha. Rồi tính đi, ô đầu tiên nè là trừ bình thường đó. Đặt tính ở bên nháp ra ngoài nè, rồi sau đó ghi kết quả vào đây. Bằng 6. Ủa, quy tắc trừ là trừ từ bên phải qua mà. Trừ hàng đơn vị trước, hàng đơn vị là mấy trừ mấy? Hàng đơn vị mấy? Hàng đơn vị là mấy trừ mấy? Chấm lên là số 2 bằng 14. 14 trừ 8 bằng 4, 5, 6, 7, 8 bằng 6. Vậy cái này còn 3. Còn 36. Lấy viết ghi vô ô 36. Mẹ mẹ ăn cái đó nó có ngon không? Không, 9 trừ 0 còn 9. Là con số 2 này trở thành số 3. Trừ 2
Còn 3 tới 76. Cái gì? 7 chữ 2 còn nhiêu? 7 chữ 2 còn 5. 7 chữ 2 còn 5. 5 14. Rồi, bài học xong rồi đó. Nắm được kiến thức chưa? Các dạng tìm ít nhớ chưa? Rồi, chào các bạn.